Bí ẩn con mắt khổng lồ rơi trên bờ biển. Một quả nhãn cầu màu xanh bí ẩn to bằng quả bóng được một ngư dân nhặt trên bờ biển Pompano, Mỹ đã gây xôn xao dư luận. Theo đó, vào năm 2012, một số người cho rằng quả nhãn cầu thuộc về loài mực ống sống ở đáy biển sâu. Theo họ, hình dạng đặc điểm sinh học nhãn cầu thì giống như mắt mực khổng lồ. Theo Heather Ruskin Kistrom, một nhà khoa học hải dương tại Đại học Quốc tế Florida, đôi mắt mực sẽ rất dễ bật ra trong quá trình mổ xẻ. Tuy nhiên, theo các chuyên gia khoa học suy đoán, nhãn cầu mắt bí ẩn trên thuộc về một loài cá kiếm khổng lồ, vì mắt mực không phải màu xanh mà là màu đen. Hơn nữa, móng mắt không phải mở hoàn toàn mà vẫn còn rất tròn. Nó có thể có nguồn gốc từ một động vật xương sống. Ông Trevor Wadill, một nhà nghiên cứu tại phòng thí nghiệm sinh học biển tại Woods Hole, Massachusetts cho biết. Theo Eric Warren, một nhà khoa học tại Đại học Lund ở Thụy Điển, từng có nghiên cứu nhiều về mắt cá kiếm. Dự đoán nếu quả nhãn cầu nhặt được không phải là giả mạo, nó gần như chắc chắn thuộc về một con cá kiếm. Nhưng vấn đề đặt ra, tại sao mắt cá kiếm lại dạt vào bãi biển Florida? Cùng quan điểm với Eric, nhà sinh vật học Shoki Joshen của Đại học Dutch cũng đoán rằng quả nhãn cầu thuộc về một loài động vật có xương sống lớn, có khả năng là của một con cá kiếm hoặc cá cờ. Những loài này hoàn toàn có thể có mắt lớn vì phần lớn mắt nằm trong đầu nên mọi người khó mà nhận ra. Sau đó, các nhà nghiên cứu đã xác định được nguồn gốc quả nhãn cầu xanh khổng lồ trôi dạt vào bờ biển Florida làm xôn xao dư luận tuần trước là từ một con cá kiếm được ném xuống biển. Kết luận này được rút ra khi các chuyên gia phân tích kích thước màu sắc và cấu trúc cũng như xương xung quanh mắt. Dựa trên các vết cắt hình đường thẳng, con mắt được tin rằng do người dân thực hiện cắt bỏ. John Herram, một quan chức Cục Bảo tồn Cá và Động vật Hoang dã Florida cho biết, ở Đại Tây Dương, một quả mắt to như vậy hoàn toàn có thể của cá kiếm, vì loài này có thể nặng tới 500kg và nhất là vào thời điểm này, nó được ngư dân đánh bắt nhiều ở bờ biển phía nam Florida. Mổ bụng con cá đuối chết, con người không khỏi choáng váng với đủ thứ như là gói thuốc lá, cuốn sách, chai nhựa rỗng và máy ảnh kỹ thuật số ở bên trong, cho thấy hậu quả tai nạn từ sự vô ý thức của con người. Mới đây, người ta lại phát hiện xác của một con cá đuối chết dạt bờ và bàng hoàng với những thứ được tìm thấy bên trong bụng của con vật. Cảnh sát cá đuối với bụng là gói thuốc lá, cuốn sách, chai nhựa rỗng và máy ảnh kỹ thuật số khiến nhiều người rất sốc. Các nhà khoa học điều tra nguyên nhân cái chết của con vật thì đã tìm ra trong dạ dày của nó chứa đầy những vật thể bị ném xuống biển bởi những cá nhân vô trách nhiệm. Ngay khi hình ảnh được chia sẻ bởi Feminist Beach Cleanup trên Instagram, nhiều người không khỏi chạnh lòng trước sự thật đau lòng. Bởi lẽ, con người là chịu trách nhiệm hoàn toàn cho tất cả những điều tồi tệ xảy ra với những động vật đáng thương như con cá đuối này. Hồi tháng 3, người ta tìm thấy một con cá voi chết vì đói và khát sau khi nuốt phải 40kg rác thải nhựa ở bờ biển Mabini, thung lũng Compostela, Philippines. Đây không phải là lần đầu tiên con người phát hiện ra những vật dụng hay là rác thải nhựa trong bụng sinh vật biển. Tại hội nghị Davos, Thụy Sĩ đã có báo cáo ước tính lượng rác thải nhựa thải xuống biển cho đến năm 2050 sẽ nhiều hơn lượng cá tính theo trọng lượng. Nhưng phải mất hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn năm, các chất thải từ nhựa và ni lông mới bị phân hủy. Theo thống kê, Việt Nam hiện đứng thứ tư trên thế giới về khối lượng rác thải nhựa với mỗi năm có khoảng 730.000 tấn rác thải nhựa ra biển. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!